Cú bắt tay lịch sử với Trung Đông của Việt Nam khiến cả Đông Nam Á ngỡ ngàng, thèm khát. Xin chào các bạn thân thiết của Vietnam Sugar. Các bạn thân mến, một cú bắt tay lịch sử, một quyết định đầy bất ngờ và một tương lai đầy hứa hẹn, đó chính là những gì đang diễn ra giữa Việt Nam và Trung Đông. Trong khi cả thế giới vẫn đang loay hoay tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới, Việt Nam lại vươn lên và thực hiện một động thái chiến lược khiến cả khu vực phải ngỡ ngàng. Cú bắt tay này không chỉ thay đổi cục diện trong quan hệ đối ngoại của đất nước mà còn mở ra những chương mới đầy tiềm năng, nơi Việt Nam sẽ có những khai thác cơ hội chưa từng có từ một khu vực chiến lược như Trung Đông, nơi hội tụ của nền kinh tế mạnh mẽ và vị trí địa chính trị then chốt. Điều này không chỉ thu hút sự chú ý của Đông Nam Á mà còn khiến nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực phải đứng ngồi không yên bởi đây là cơ hội mà họ không muốn bỏ lỡ. Nhưng tại sao lại là Trung Đông và tại sao là lúc này? Câu trả lời sẽ không chỉ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về chiến lược đối ngoại của Việt Nam mà còn hé mở những cơ hội vô cùng hấp dẫn cho tương lai của đất nước. Cùng tìm hiểu xem cú bắt tay này thực sự mang đến điều gì cho Việt Nam và vì sao nó lại được coi là một nước cờ mang tính bước ngoặt trên bản đồ chính trị thế giới. Vào cuối năm 2023, Việt Nam đã thực hiện một bước đi quan trọng trong chính sách đối ngoại khi đại diện Việt Nam thực hiện chuyến công tác tới 3 quốc gia Trung Đông, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Ả Rập Xê Út và Qatar. Đây là những quốc gia giàu có và có ảnh hưởng lớn trên toàn cầu nhờ vào nguồn tài nguyên dầu mỏ. Nhưng đồng thời, họ cũng đang chuyển mình mạnh mẽ để mở rộng nền kinh tế sang các lĩnh vực phi dầu mỏ. Đây là một cú bắt tay lịch sử mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới giữa Việt Nam và các quốc gia Trung Đông, khiến cả khu vực Đông Nam Á phải ngỡ ngàng và thèm khát. Chuyến đi này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Đông mà còn thể hiện sự lớn mạnh và khát vọng vươn lên của Việt Nam trên trường quốc tế. Một quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á nhưng đầy khát khao và quyết tâm, đang xây dựng một nền kinh tế bền vững và phát triển năng động. Cú bắt tay tiền tỷ giữa Việt Nam và Trung Đông đã mang lại nhiều triển vọng, hứa hẹn mở ra những cơ hội hợp tác đầy hứa hẹn trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, năng lượng đến công nghệ cao. Để hiểu rõ hơn về sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các quốc gia Trung Đông, trước hết ta cần nhìn nhận các yếu tố tạo nên sự kết nối chiến lược giữa hai khu vực này. Trung Đông với một thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn 1,6 tỷ dân và một nền kinh tế có quy mô GDP đạt khoảng 5.000 tỷ đô la Mỹ đang trở thành một trong trung tâm của các dòng đầu tư toàn cầu. Trong khi đó, Việt Nam với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ là một quốc gia quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và được đánh giá là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu thế giới. Trung Đông không chỉ sở hữu nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú mà còn là một khu vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghiệp, tài chính và công nghệ. Các quốc gia như Trung Đông, nhất là UAE, Ả Rập Xê Út và Qatar đang nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế để không còn phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ. Trong khi đó, Việt Nam với nền kinh tế đầy triển vọng và vị trí chiến lược tại khu vực Đông Nam Á là một đối tác lý tưởng cho các quốc gia như Trung Đông trong các lĩnh vực như thương mại, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và phát triển cơ sở hạ tầng. Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh mẽ và có một lực lượng lao động trẻ sáng tạo. Đây là những yếu tố thu hút các nhà đầu tư và đối tác từ Trung Đông. Đặc biệt trong các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như sản xuất nông sản, công nghệ và các ngành công nghiệp chế biến. Đồng thời, Việt Nam cũng đang chuyển mình mạnh mẽ sang một nền kinh tế số, một lĩnh vực mà các quốc gia Trung Đông cũng đang tìm kiếm các đối tác để hợp tác và phát triển. Trong chuyến công tác này, một trong những dấu mốc quan trọng chính là việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do CEBA giữa Việt Nam và UAE. UAE trở thành đối tác thương mại toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Đây là một bước đột phá quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia trong tương lai. UAE là quốc gia có nền kinh tế công nghiệp phát triển mạnh mẽ và là một trong những nền kinh tế đứng đầu khu vực Trung Đông. Dù là phát triển mạnh mẽ từ nguồn tài nguyên dầu mỏ, UAE đang định hướng đến mục tiêu phát triển nền kinh tế phi dầu mỏ. Chính vì vậy, Hiệp định Thương mại Tự do CEBA giữa Việt Nam và UAE không chỉ mang lại cơ hội xuất khẩu hàng hóa mà còn mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ, xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính và du lịch. Hiệp định này là một bước tiến lớn trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và UAE. Các ngành công nghiệp như năng lượng tái tạo, công nghệ, tài chính và xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ là các lĩnh vực trọng điểm của hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Với thế mạnh về năng lượng tái tạo, Việt Nam sẽ có cơ hội cung cấp các giải pháp năng lượng sạch cho UAE, trong khi UAE sẽ cung cấp nguồn vốn và công nghệ hiện đại cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Thêm vào đó, các lĩnh vực như du lịch và giáo dục cũng được chú trọng cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UAE. UAE với các thành phố như Dubai và Abu Dhabi là những điểm đến du lịch nổi tiếng trên thế giới và là nơi thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Trong khi đó, Việt Nam với một nền văn hóa đa dạng và phong cảnh tuyệt đẹp cũng là điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch UAE. Không chỉ có UAE, Ả Rập Xê Út, một trong những nền kinh tế lớn nhất của khu vực Trung Đông, cũng bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Ả Rập Xê Út, quốc gia có diện tích lớn nhất bán đảo Ả Rập, đang triển khai kế hoạch Vision 2030,
với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và phát triển các ngành công nghiệp phi dầu mỏ. Chính vì vậy, hợp tác với các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam là một chiến lược quan trọng đối với Ả Rập Xê Út. Các lĩnh vực công nghệ, tài chính, nông sản và dầu khí là những lĩnh vực mà Ả Rập Xê Út đang mong muốn hợp tác với Việt Nam. Đặc biệt, lĩnh vực dầu khí là một trong những điểm nóng trong mối quan hệ hợp tác này. Ả Rập Xê Út là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới và việc hợp tác với Việt Nam trong các dự án dầu khí có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên. Việt Nam với kinh nghiệm trong các dự án dầu khí và lợi thế về vị trí địa lý là đối tác lý tưởng cho Ả Rập Xê Út trong các dự án khai thác và chế biến dầu khí. Bên cạnh đó, nông sản cũng là lĩnh vực mà Việt Nam có thể cung cấp cho Ả Rập Xê Út. Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới và nhu cầu tiêu thụ nông sản tại các quốc gia Trung Đông đang ngày càng tăng cao. Việc hợp tác với Việt Nam sẽ giúp Ả Rập Xê Út đảm bảo nguồn cung thực phẩm bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các thách thức về an ninh lương thực. Có thể bạn chưa biết, Qatar, quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và là một trong những nơi có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới, cũng là đối tác chiến lược mà Việt Nam không thể bỏ qua trong quá trình hội nhập toàn cầu. Qatar là một trong những quốc gia đầu tiên thể hiện sự quan tâm đến việc hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, tài chính và công nghệ. Qatar với tiềm lực tài chính mạnh mẽ và nguồn vốn dồi dào từ việc xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG, đã và đang tìm kiếm các cơ hội hợp tác tại khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Việt Nam với một nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, môi trường đầu tư thuận lợi và nguồn lao động trẻ, sáng tạo là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư Qatar. Đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, Qatar Energy, tập đoàn năng lượng quốc gia của Qatar đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các dự án khai thác, chế biến và thương mại dầu khí, cùng với đó là các dự án năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời và khí hydrogen. Việc hợp tác trong các lĩnh vực này sẽ không chỉ giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong ngành năng lượng tái tạo mà còn tạo ra các cơ hội lớn cho các nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam. Nhìn chung, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam-Trung Đông. Các quốc gia Trung Đông đã nhận thấy tiềm năng to lớn của Việt Nam và sẵn sàng đầu tư vào các dự án mang tính chiến lược tại Việt Nam. Những cú bắt tay lịch sử này mang lại lợi ích kinh tế, góp phần tạo dựng một hình ảnh Việt Nam mạnh mẽ và đáng tin cậy trên trường quốc tế. Việt Nam và Trung Đông đang bắt đầu một chương mới trong quan hệ hợp tác toàn cầu với những tiềm năng và cơ hội đầy hứa hẹn. Các quốc gia Trung Đông nhìn nhận Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Và Việt Nam cũng đánh giá cao các cơ hội mà khu vực này mang lại, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính và cơ sở hạ tầng. Với những chuyến công tác ngoại giao tích cực, Việt Nam không chỉ thể hiện được vị thế quốc tế của mình mà còn củng cố và mở rộng các mối quan hệ ngoại giao và kinh tế quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài và bền vững trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.